À, Winnie xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Khám Phá và Tìm Hiểu. Hiện tại Winnie đang ở một căn nhà dân thọ trưng đèn Noel. Thì hôm nay Winnie dẫn quý vị vào đây coi nha. Trước khi coi, quý vị nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cái video này nhé để ủng hộ cho Winnie. Rồi chúng ta đi vào trong. Hình như nghe nói hết mấy trăm ngàn cái bóng đèn hay cả triệu bóng đèn đó quý vị. Trời ơi quá trời luôn. Đẹp ha. Cái này sẽ quay từ từ cho quý vị coi kỹ. Này là cái cửa trước. Hình như cho đi ra đằng sau luôn. Cổng nè, giờ quay đằng trước cho quý vị coi trước nha. Đây là cái cổng nè, có cái cột này, cột đèn. À, hành hông. Họ để cái thùng để cho mình. Mình đồ ni, mình cho mấy cái đồ ăn nhá, cho những người nghèo á. Đèn như vậy là nhiều tiền điện lắm á quý vị. Wow, quá xá đẹp luôn quý vị ơi. Xiên quá, mấy người này quá sắc xiên luôn. Giờ mình đi vào trong nhà luôn đó quý vị. Quá đẹp luôn. Quý vị cố gắng đi chậm lại để cho quý vị xem. Rồi, quá khá đẹp luôn. Nghe nói chân trong nhà luôn, cửa sau á. Cái này tiền không đó quý vị. Một cái tượng này là mà cũng phải trăm mấy, hai trăm mấy. Wow, trong nhà kìa. Quý vị coi trong nhà nè quý vị. Quý vị có thấy trong nhà không? Quá trời ơi. Tiếp nha. Wow, làm cái cổng sao kìa. Quá xa đẹp luôn. Trời ơi, quá xa xiên luôn. Trời ơi đẹp quá. Beautiful. Hello sir, how are you?
Good, how are you? Not too bad. Thanks for asking. Beautiful. Oh my God, that's a lot. Take a lot of time, man. It does too. You by yourself? Yeah, by myself, yeah. Okay. How many light bulbs here? Like over 58,000 outside. Oh, 58,000 outside only? Yeah, 25,000-30,000 inside. Oh, hey my guys. God. Okay, anything again? Khoảng 80,000-90,000 cái bóng đèn đó quý vị. Wow. 80,000 cái bóng đèn, 80,000-90,000. Trời ơi, này chụp hình đã luôn. Em quay phim xong em chụp hình quý vị ơi. Một cái con này không là cũng 100,000-200,000 không đó quý vị, tiền không á, không có rẻ đâu. Ở dưới basement nữa kìa. Trong nhà kìa quý vị. Basement dưới tầng hầm nè quý vị ơi. Oh my goodness. Wow. Ông này chắc ông ở một mình hay sao trời. Wow, xa đẹp luôn. Ôi, tiền không đó này nè. Tiền đồ không cũng mấy chục nghìn đó. Giỡn chơi đâu một món vậy cha ạ. Vài trăm. Quá trời luôn quý vị. Quá xa đẹp luôn. Nó đi ra. Trời tí không sửa soạn để chụp hình. Trời, quay lại đây mốt, quay lại đây chụp hình quá. À, nhiệt độ hiện tại bây giờ là âm mấy độ đó quý vị, cộng gió nữa. Cộng gió nữa. Bữa nào
này nào ta? Hỏi à. Wow, ở quay đây chụp hình nè ta. À, cái video đến đây là chấm dứt. À, cảm ơn quý vị đã xem video. Quý vị nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ cái video này nhé. Cảm ơn quý vị. Merry Christmas. Happy New Year. Chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành. Xin chào tạm biệt. Hello, sir. When is the last day for the line? Well, they'll be on till January for sure. 6th, maybe 8th of January. Oh, okay. Maybe longer, depends on the weather. Oh, so you don't know yet? No. Oh, that? For sure the 6th of January. Oh, that's until 6th January. Yeah. So from 5 to 10, what's the time where the light on and off? Yeah, about that. Around that? Yeah. Oh, okay. That's beautiful. Good job. Thank you. Hey, Merry Christmas. Sir. Well, Merry Christmas to you too. Yeah, bye-bye. Round two? No. She loves polar bears. I see one in there that's got, like, that's her thing. Mai mốt quay lại đây chụp hình quý vị ơi. Hôm nay em không có nơi lạ. Bữa nào trời ấm quay lại đây chụp hình. Wow. 80-90 ngàn cái bóng đèn á. Ok, bye bye. Trời ơi, trời, nhìn bên hông à. À, nhìn bên hông đẹp không? À.